Khi chúng ta đến với bàn học, cô mời các con cùng quan sát lại những lời dặn dò của cô và các con hãy thực hiện cho thật đầy đủ nhé. Cùng group, cô và các con đã tìm hiểu bài số 13 Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỷ thứ 10. Chúng ta đã tìm hiểu ở phần 1 La Mã, đúng không nào? Và nội dung của bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp phần cuối cùng của bài số 13 nhé. Cô sẽ nhắc lại cho các con về mục tiêu bài học. Sau khi chúng ta tìm hiểu bài số 13, các con phải có mối liên hệ giữa khu vực Đông Nam Á với thế giới bên ngoài từ đầu công nguyên đến thế kỷ thứ 10. Nội dung bài học. Bài học gồm có hai la mã. La mã thứ nhất chúng ta đã được tìm hiểu rồi, đó là quá trình giao lưu thương mại. Và la mã thứ hai cũng là nhiệm vụ học tập của cô và các con ngày hôm nay, đó chính là tìm hiểu về quá trình giao lưu văn hóa. Cô mời các con cùng quan sát lượt đồ con đường thương mại trên vùng biển Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỷ 10. Các con sẽ trả lời cho cô câu hỏi như sau. Quan sát lượt đồ, các con hãy cho biết khu vực Đông Nam Á nằm giữa hai nền văn hóa nào phát triển sớm hơn? Đầu tiên, các con cần phải xác định khu vực Đông Nam Á. Sau đó thì các con chúng ta hãy kết nối với kiến thức của những bài học trước. Cô đã dạy cho các con về các quốc gia cổ đại, trong đó gắn liền với rất là nhiều nền văn hóa tiêu biểu khác nhau. Vậy thì các con đã có câu trả lời chưa? Khu vực Đông Nam Á nằm giữa hai nền văn hóa phát triển sớm hơn, đó chính là Trung Quốc và đất nước Ấn Độ. Đây là hai quốc gia mà chúng ta đã từng học rồi. Vậy thì nền văn hóa nào có ảnh hưởng sâu đậm nhất đến khu vực? Các con kết hợp kiến thức trong sách giáo khoa và lượt đồ mà cô đang trình chiếu. Có bạn nào đã có câu trả lời của mình chưa? Nếu bạn nào đã có sự chuẩn bị bằng cách đọc sách giáo khoa thì với những câu hỏi của cô rất là đơn giản, đúng không nào? Bởi vì những câu hỏi của cô đa số đều khai thác kiến thức trong sách giáo khoa nhằm giúp cho các con nắm và hiểu bài nhanh hơn. Nền văn hóa có ảnh hưởng sâu đậm nhất đến khu vực Đông Nam Á chính là nền văn hóa của quốc gia Ấn Độ. Đây chính là quốc gia mà có nền văn hóa ảnh hưởng rất là đậm nét. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem nền văn hóa của Ấn Độ đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Á như thế nào nhé. Cô mời các con cùng đọc sách giáo khoa và trả lời cho cô câu hỏi. Nền văn hóa Ấn Độ đã có những tác động gì đến văn hóa Đông Nam Á? Nền văn hóa Ấn Độ đã có rất là nhiều ảnh hưởng tích cực đến nền văn hóa ở các quốc gia khu vực Đông Nam Á, gồm có: thứ nhất, đó chính là về lĩnh vực tôn giáo. Thứ hai, đó là về lĩnh vực chữ viết. Và thứ ba, đó chính là về kiến trúc. Sau đây, cô và các con sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về những nội dung trong từng lĩnh vực này nhé. Đầu tiên, đó là về lĩnh vực tôn giáo. Các con đều biết, ở Ấn Độ có hai nền văn hóa lớn, đó chính là Hindu giáo và Phật giáo. Tôn giáo Ấn Độ đã nhanh chóng hòa quyện với tín ngưỡng bản địa và đã ảnh hưởng lớn
đến nền văn hóa của các vương quốc trong khu vực. Và đối với vương quốc Phù Nam, các vương quốc trên đảo Sumatra, đảo Java và vương quốc Bagan của người Miến, họ sẽ chịu ảnh hưởng rất là đậm nét về Phật giáo. Trong khi đó, thì Hindu giáo lại khá phổ biến ở đất nước Champa và Chân Lạp. Còn về những nội dung trong từng tôn giáo, thì các con chúng ta hãy cùng xem lại bài số 8 Ấn Độ cổ đại nhé. Tiếp theo, sự ảnh hưởng của nền văn hóa Ấn Độ đến với các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, đó chính là về chữ viết. Các con chúng ta đều biết chữ phạn là chữ cổ của người Ấn Độ. Và lúc bấy giờ thì cùng với tôn giáo, chữ phạn cũng trở thành văn tự chính của nhiều vương quốc trong buổi đầu thành lập. Về sau thì các tộc người ở Đông Nam Á họ đã dần cải biến chữ phạn thành chữ viết riêng như là chữ Chăm cổ, chữ Khmer cổ, chữ Mã Lai cổ, vân vân. Và các con chúng ta cùng quan sát hai tấm hình mà cô đang trình chiếu. Bên trái đó chính là chữ phạn. Và bên phải đây chính là một hiện vật khảo cổ học. Đó là chữ cổ Khmer được khắc trên bia ở Khanda, quốc gia Campuchia từ thế kỷ thứ 7 cho đến thế kỷ thứ 8. Và sự ảnh hưởng tiếp theo của nền văn hóa Ấn Độ đến với các quốc gia ở Đông Nam Á đó chính là về thành tựu kiến trúc. Văn hóa Ấn Độ lan tỏa đến Đông Nam Á đã góp phần tạo nên một nền nghệ thuật độc đáo của khu vực. Trên màn hình các con đang thấy đây chính là quần thể kiến trúc Phật giáo Borobudur được xây dựng ở thế kỷ thứ 8. Các con sẽ thấy là công trình rất là đồ sộ và nguy nga, đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hơn về quần thể kiến trúc Phật giáo Borobudur này nhé. Mời các con cùng quan sát hình ảnh. Borobudur là một kỳ quan Phật giáo tinh xảo và lớn nhất thế giới, được xây dựng vào thế kỷ thứ 8. Borobudur trong tiếng Indonesia có nghĩa là tháp Phật trên đồi cao, cho nên là các con sẽ thấy là toàn bộ tháp do 300.000 viên đá xếp thành và được xây dựng trên một mặt bằng hình vuông rộng 2.500 m². Và nhìn từ xa, ngôi đền giống như một ngọn đồi hay một kim tự tháp với nhiều tượng Phật và bảo tháp. Công trình hoàn toàn được xây dựng và tạc bằng một loại đá núi lửa màu xám khai thác trên đảo Java. Và hình ảnh các con đang quan sát, đây là hình ảnh được chụp từ xa của ngôi đền Borobudur này. Và hình phía dưới đó chính là hình ảnh nhiều tượng Phật được khắc trên cái tòa bảo tháp này. Nếu như công trình quần thể kiến trúc Phật giáo Borobudur ở Indonesia được minh chứng cho việc ảnh hưởng của tôn giáo Phật giáo đến với quốc gia Indonesia, thì đối với vương quốc Champa và Phù Nam, trong đó cô đang đại diện với các con, đó là vương quốc Champa, thì tôn giáo là Hindu có sự ảnh hưởng rất là lớn ở vương quốc này. Chính vì vậy thì các con sẽ thấy là các công trình kiến trúc nó mang ảnh hưởng rất lớn của nền văn hóa là Hindu giáo. Đây là di tích đền tháp Mỹ Sơn của tỉnh Quảng Nam ngày nay. Ngày trước đó là nằm ở vương quốc Champa, được xây dựng từ thế kỷ thứ 4 cho đến thế kỷ thứ 14. Đây từng là nơi tổ chức cúng tế của vương triều Champa cũng như là lăng mộ của các vị vua Champa hay hoàng thân quốc thích. Chính vì vậy, nó được xem như nó còn được gọi là Thánh địa Mỹ Sơn. Thánh địa Mỹ Sơn được coi là một trong những trung tâm đền đài chính của Ấn Độ giáo ở khu vực Đông Nam Á và là di sản duy nhất của thể loại này tại Việt Nam.
Nếu như các con chúng ta có du lịch đến tỉnh Quảng Nam thì các con chúng ta hãy dành thời gian để mà ghé thăm quần thể Thánh địa Mỹ Sơn này nhé. Thánh địa Mỹ Sơn có thể là trung tâm tôn giáo và văn hóa của nhà nước Chăm Pa lúc bấy giờ. Sau đây, cô mời các con chúng ta cùng ghi bài phần 2 La Mã, quá trình giao lưu văn hóa. Nếu như các con chúng ta viết bài không kịp, thì các con có thể bấm tạm dừng slide để chúng ta chép bài thật đầy đủ và sạch đẹp nhé. Về hướng dẫn học tập, các con chúng ta học bài và chép bài vào tập. Đọc sách tiếp theo của bài 14 đó là nhà nước Văn Lang và Âu Lạc. Và có một điều quan trọng cô muốn nhắc nhở các con đó là trong tuần này chúng ta sẽ có một bài kiểm tra thường xuyên lần cuối cùng nhé. Cô mong các con chúng ta hãy ôn bài thật cẩn thận để chúng ta có được điểm cao trong cái bài kiểm tra thường xuyên lần thứ tư này. Cô mến chào các con.